Xin chào các bạn. Mái tóc bạc á, thường làm cho mình già trước tuổi. Và cái đó là nỗi khổ của tôi. Nhưng cái nỗi khổ thứ hai nữa là nhuộm tóc. Mỗi lần như vậy thì ra tiệm nhuộm tóc rất là lâu, thời gian phải mất mấy tiếng. Rồi thường cái nhuộm thì cái màu tóc nó không được đẹp lắm các bạn. Rồi dẫn đến cái tình trạng cơ địa Tùng á, thì dẫn đến tình trạng bị rụng tóc. Nên Tùng rất là lo âu trước một lần nhuộm tóc. Thời sau khi mà Tùng sử dụng sản phẩm gội đầu Groot thì cái thời gian nhuộm giống như là gội đầu bình thường, chỉ cần bôi dầu gội lên tay rồi gội lên đầu để khoảng 5 phút là tóc đen lại. Tóc Tùng thì các bạn thấy không, nó đen một cách tự nhiên. Và đây là một sản phẩm 3 trong 1, nó vừa làm cho tóc đen nhánh và vừa chống rụng tóc. Và các tinh chất đó được bào chế là gồm có là tinh dầu Aran nè, rồi quả Việt Quất, rồi nhân sâm, rồi phúc bồn tử. Thì những cái chất đó làm giúp cho tóc của mình vừa được dưỡng, vừa có cái màu tự nhiên. Dầu gội đầu đen tóc hữu cơ Groot là một công nghệ độc quyền đến từ Anh Quốc, được tổ chức SGS của Thụy Sĩ cấp giấy chứng nhận, phân phối chính hãng bởi công ty DGZ Việt Nam và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc, nên các bạn yên tâm sử dụng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.